Dạ con xin chào quá. Con lên tiếp cô bác một máy Mitsu 7 cô bác. Máy này thì được mấy anh làm chạy nổ rồi. Nói giờ con lên sóng cho cô bác tham khảo ha. Máy này như con nhớ như có đăng lên rồi một hai quận như coi. Giờ con lên tiếp cô bác con này nè. Dòng này là dòng Mitsu 7. Cốt nó như cốt thẳng cô bác. Đó, màu lóc thì con thấy hơi bị phai nè cô bác coi. Hơi bị phai màu. Đồ thì con thấy còn khá đủ quá. Thiếu là thiếu mỗi boe nè. Thì về bên con ở hết cô bác. Và tiệm bên con cũng ngay lúc là hết boe này luôn. Hiện tại thì bác con đang đặt về mà chưa về kịp quá. Phần máy thì nguyên zin là heo bét lớp B rồi trong máy đồ là hoàn toàn không hề đụng chạm quá. Đây các bác coi ốc nè. Đó. Hoàn toàn chưa dấu chạy xước bung mở luôn quá. Này. Nó bàn ga rồi phần bơm nhớt là thấy còn đầy đủ nè. Các nước thì gì á là khi tụi con rửa gà dạ mở gà các bác chờ cho con mở này gà không hơi cứng này, chiếc hơi cứng này. Còn các nước thì tụi con bao là không xì không lũng quá nắp nước rồi đầy đủ nè chỉ là nhìn bên trong quá à khi về con bị con phát hiện là cứ như nhìn nó xấu quá đó lá thì nó gì nè. Ngày thì hiện tại thì con có kiểm tra nước thì thấy nó còn giữ quá, còn giữ nước. Nhưng mà về phần ngoại hình thì bị xấu nè. Ốc đồ thì có con chưa ngã màu luôn quá. Rồi có con nè. Không có dấu bung mở gì hết luôn. Máy thì nguyên zin. Nước thì bị vậy quá. Còn, tụi con á, bên con thấy vậy. Cho nên là tụi con nếu mà cô bác nào á mà chốt được máy này ha thì bằng cái nước này nè tụi con sẽ tặng theo cho cô bác là một cái cát nước mới khác luôn quá. Này cát nước zin chăm chăm quá, zin của mấy máy nhập bãi luôn chứ không phải là lô gì hết cô bác. Này cô bác coi nè, zin của dòng này luôn quá, lá còn đều đang ngính nè. Này tụi con hứa tặng theo cho cô bác để mà cô bác si cuồng quá, kiểu như cái này mà nó không giữ nước hay là gì các bác. Rồi các bác thay này vô nè để mà mình sư cua. Tụi con hứa là tặng theo các bác ở cán nước này luôn. Đó, ở trên nè hoàn toàn là không có bị rủng hay bị gì hết các bác. Dưới này của bác coi nè. Rồi con quay lại phần máy các bác. Phần máy thì con thấy là vô là bộ khóa dầu đầy đủ nè, ống dầu rồi cũng nguyên zin theo máy các bác. Dòng này sử dụng là bét lớn, ốc nắp phi đáp rồi hoàn toàn là chưa hề đụng luôn nè, không dấu chày trước luôn của ơi. Ốc nắp chụp cò rồi cũng nguyên zin, hơi sâu quá. Đây Mitsu 7 à, ốc nắp chụp cò nằm đây của ơi. Qua coi còn cái mới chưa ngã luôn quá, chưa ngã màu nè. Qua coi xem sắc máy không cả quá, coi giờ bác thấy còn sáng luôn của ơi. Còn phần nắp đi áp thì thấy có bên đây còn hơi sáng nè, còn đây bị ngã màu quá. Máy thì nguyên zin, thiếu mỗi boe thôi quá, bu ly rồi theo máy luôn nè. Đó. Chớn đồ đầy đủ quá, này thấy thiếu dây gió quá, như kêu đạn gì. Nghe giống có kêu đạn nữa quá, gió nè. Cái này con không gần quá. Đây nghe. Này thiếu mấy cây gió quá. Cây gió với mấy đạn này thì tụi con có bán ha. Bên con phụ tùng này thì đầy đủ hết. Bộ e, bộ lửa, rồi đồng bạc, sơ mi, heo bét rồi bên con đầy đủ hết quá. Mấy dòng này nè. Thì hiện tại bên con đầy đủ đồ quá. Còn nhất còn mới chát luôn quá. Nắp ráp bên đây nhìn qua thấy cũng còn khá là đẹp quá. Nắp hoàn khóa nước đầy đủ. Để con nhờ chuyển tép máy lên nếu mà không làm mất thời gian của bác ha. Tép máy lên mà cô bác nghe tiếng máy tham khảo trước quá. Nếu mà có chỗ nào mà cô bác thấy
tế còn chưa chi tiết của bác, thì cô bác cứ việc liên hệ với số điện thoại trong màn hình hoặc tới lại tin nhắn hùm lẫn quá, rồi tụi con sẽ quay lại để mà chi tiết hơn để cô bác tham khảo ha. Máy hiện tại là tôi còn bán giá là 4,3 triệu bao ship. 4,3 triệu của bác. Con coi cho mình dầu đẹp không quá. Đó, con mới vô con thấy đi dầu rồi, được dầu rồi, đầy đủ nè. Không tét gì hết con. Còn rất là dày. Bên trong thì dầu tốt quá. Trong thấy còn trên này còn sáng quá, còn dưới dầu hơi nhiều quá. Dầu hơi nhiều. Đây quá. Ở dưới còn rất là sáng. Nhưng mà anh thấy hơi có chút cặn nước quá. Hơi chút cặn nước. Còn mình dầu cũng thấy đẹp mà. Dưới còn sáng giới quá. Máy thì Mitsu 7 này thì tụi con bán giá 4,3 triệu bao ship quá. 4,3 triệu bao ship. Tặng kèm cho cô bác là một cái két nước để mà cô bác sư cua nè. Cô bác nào mà tham khảo được xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình quá. Con xin cảm ơn cô bác đã xem hết clip. Con xin hẹn cô bác ở các clip tiếp theo quá. Con xin chào quá.